rồi thì sau 5 ngày em lắp ráp hoàn thiện xong thì bây giờ em sẽ quay lại kiểm tra cho bác Hòa Bình nha. Xong xuôi hết rồi đấy, ốp dàn phay em cũng đã sơn lại cho bác luôn cho nó ngon lành hết rồi. Thì bây giờ chuẩn bị lên máy lên xe đấy, tổng hết. Quanh đây đi đàn ơi, quanh đây đi để xe công ra qua đây. Bây giờ chỉ cái cơ cấu số và các cái bước để hoạt động nó như thế nào. Vỏ lốp thì đã thay mới hoàn toàn hết rồi, máy móc dầu nhớt các thứ thì em cho bác cái thùng nhớt, cái lọc nhớt về đấy bác muốn thay vào hay là muốn gì đấy. Đèn Kubota 1185 85 HV, hai cầu trợ lực tay lái, làm lại theo yêu cầu đấy. Máy lạnh, cơ cấu số máy lạnh, máy lạnh thì khi mà muốn lạnh thì mình nên chỉnh cái AC này nha, AC này vào thì nó rất là lạnh luôn. Ok đây. Khi mà cái trên đây nó báo cái đèn chớp là cái thắng tay này, mình phải thả cái thắng tay xuống nè thì nó không có hiển thị nữa. Rồi tay lái thì bác muốn xa gần thì bác chỉnh cái này đấy, cả thứ. Ôi quên gắn cái dây công đồ mép vào rồi, để bảo nó gắn vào. Quên. Còn cái ấy chưa có gắn anh ta ơi, lấy cái trục vít ba ke gắn cái dây công đồ mép vô, quên gắn rồi. Đó, hệ thống số thì nó sẽ có hai tầng số đó, một là 123 đây, em sẽ quay sát 123, chuyển về phía sau nó sáng lên là 456. Còn cái này là hệ thống bên, hai cần này là hai cái cần bên thủy lực phía sau đó, muốn lên cao hay thấp tùy vào cái mức độ của mình đó, hạ xuống hoặc là lên hết cỡ. Bác kéo lên hết, nó có cái tầm đây nè, kéo lên hết thì nó sẽ lên hết đấy, kéo cái này lên hết luôn, nâng lên hết. Và hệ thống vào số VTO ở đây đó, gạt vào cái VTO thì bên này nó bên tay phải nó sẽ có một cái công tắc mở đây, tắc mở đây rồi nó sẽ quay nha. Như gạt phía trước này là đồng bộ, là khi mà chạy máy thì cái dàn phay nó sẽ quay theo, gạt về phía sau là tư xới đấy, nó sẽ quay như thế này. Đó, còn cái tua nhanh chậm là bên dưới này, tua nhanh chậm, máy lạnh xới thì nó sẽ hiển thị là BTO trên màn hình đây. Và cái nút bên ngoài cùng đây là cái nút DT gài cầu. Đó, gài cầu mấy thằng gắn rồi ta. Gắn chưa? Vậy là tắt ở dưới đây. Tắt ở dưới đây sợ nhiều khi nó đứt cái dây á, nút cái ruột thay cái dây khác. Hả? Không có đứt hả? Đó nè, ai chưa gắn nè. Gắn vô. Đó. Thì lọc nhớt máy Jaguar thì nó cũng còn khá là tương đối, thì lọc nhớt máy rồi em sẽ làm lại hoàn thiện. Quên, lọc nhớt máy thì em sẽ mua một canh nhớt với loại đồ cho bác hết. Bình ắc quy thì em gắn bình ắc quy mới rồi, yên tâm. Điện đèn còi trước đều có đầy đủ hết rồi phải không? Mặt đèn trước thử ta. Dạ. Dạ, ở trong kho chú Sáu. Trong giờ sao vậy? Dạ đúng không? Con đang gửi cho khách xem cái lên xe. Đây là hai cái hệ thống đèn đó, kèn thì phải mở lên, mở chìa khóa lên kèn. Còn bên này là đèn nè, đèn trước, đá đèn trước. Ưu tiên thì bật cái nút này đó. Đây là đèn rơm mi, có đầy đủ hết, đèn trên mái che.
phía trước nè. Rồi đó, trước đèn rồi đầy đủ. Xi nhan thử xi nhan hả? Xi nhan trái, ai xi nhan phải? Nhan phải nha. Đây xi nhan trái. Đó, xi nhan bên này. Sau hướng ơi. Đó. Đèn trên máy rồi đầy đủ hết luôn. Đèn rồi mi hai bên bóng này vẫn có sáng luôn nè. Bên này và bên này. Đó, hệ thống sới. Quay vô. Rồi rồi. Rồi, thả lại, đó, cái dây con đồ mét gắn lại cho anh rồi nha. Đầy đủ. Ghế thì bọc trùm lên một lớp da theo như yêu cầu. Đó, còn cái lớp nỉ bên trong. Rồi, ok, thì bây giờ chuẩn bị lên xe thôi. Lên xe về với Hòa Bình. Đấy, cầu bọn là khô ráo hết rồi. Hết thì dầu chảy nhớt vậy rồi đấy. Tắt đèn luôn nha anh ta, để nhiều khi quên, gài cái này lại luôn. Gài lại đây cho nó ok hết, bỏ thay vỏ mới luôn. Xích thì về, phay thì về, bác nhớ xem thử là nhớt nhau rồi trước khi vận hành cái phay này nha, dàn phay này á, chứ để nhiều khi quên là đưa xuống dùng luôn là không mấy, vì khi mà vận chuyển là nhớt nó hay chảy ra tràn lan lắm. Về muốn tốt nữa thì hàng bên dưới này một cái nắp bật cho nó đậy, nó không có bị cạ vào cái hộp xích này là nó ok đấy. Xong xuôi hết rồi. Bây giờ anh chuẩn bị bàn giao cho bác. Ngon lành hết. Thử lại cái phay sới thử đặt ơi. Đấy, không bền. Ủa sao có một cái bánh vậy ta? À, lấy một cái bánh nữa. Rồi quay đi. Đèn trước. Rồi ok đó, lấy thêm một cái bánh nữa cho đủ rồi, với hai cái chốt cái này nữa nè. Hai cái chốt hai bên. Rồi, xong xuôi hết. Ok. Rồi cảm ơn khách rất nhiều nha. Cho nó quay đi. Cho nó quay đi anh ba ơi. Nó đụng cái bẩn sâu á, cho quay đi không sao đâu. Chỉnh cái gì vậy trời.